Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tiếp tục yêu cầu tất cả các khu, điểm du lịch trên địa bàn tạm dừng đón tiếp khách tham quan du lịch kể từ 6 giờ ngày 13 tháng 3. Các khách sạn trên địa bàn tạm dừng tiếp nhận những người đã đến hoặc đi qua vùng có dịch COVID-19 nhưng chưa thực hiện cách ly, kiểm tra y tế theo quy định hoặc có triệu chứng ho sốt. Khi những người này đến khách sạn, chủ khách sạn phải khai báo ngay với chính quyền sở tại và cơ quan y tế và du lịch để có biện pháp quản lý cách ly phù hợp. Chủ khách sạn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo chậm hoặc không khai báo. Còn tại tỉnh Bình Định, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn yêu cầu các tổ chức, công ty lữ hành, khách sạn, cơ sở lưu trú không tổ chức đưa đón khách ra cù lao xanh. Đội biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, đội biên phòng Nhân Châu, Ủy ban nhân dân xã Nhân Châu phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không cho người và phương tiện đi du lịch tham quan đảo Nhân Châu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu tất cả chính quyền các cấp trong tỉnh phải thành lập tổ phản ứng nhanh về phát hiện, xử lý trường hợp có dấu hiệu yếu tố dịch tễ của đại dịch COVID-19. Yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các sở ngành lên phương án có thể cách ly một khu vực, khu phố, phường xã khi có dịch lây lan trong cộng đồng hoặc có nguy cơ bùng phát dịch. Tập huấn cho các địa phương xác định rõ trường hợp cách ly tại nhà, cách ly tại cơ sở tập trung. Tại Quảng Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thống nhất chủ trương tạm dừng dịch vụ nghỉ đêm trên vịnh, dừng đón khách tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long trên các đảo thuộc vùng biển đảo Cô Tô, Vân Đồn, dừng hoạt động của các khu di tích lịch sử danh thắng trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 12 tháng 3 đến 0 giờ ngày 27 tháng 3. Tại Quảng Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã quyết định tạm dừng hoạt động du lịch trong khu phố cổ từ ngày 12 tới ngày 31 tháng 3, tạm dừng hoạt động kinh doanh của các quán bar trên địa bàn phường Minh An từ ngày 12 tháng 3 cho đến khi có quyết định mới. Trước đó ngày 10 tháng 3, Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp, thành phố Hội An có thông báo tạm ngừng đón khách ra tham quan du lịch tại đảo Cù Lao Chàm, đồng thời khuyến khích du khách đang ở đảo sớm trở về đất liền.